Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Trương Nghiễm. Thì hôm nay là mình có clip quay lại cho anh em xem cái mai mình vừa mới làm. Rồi, cây này là làm cho anh Minh nha. Cây này mình giao lưu rồi. Thì anh cũng có nhờ mình là sửa lại, sơ lại cái dáng cho cái cây mai này. Chứ lúc trước thì nó có cái mấy cái nhánh ghép à, nó lùm tè lùm tùm thì nó khó coi, thì anh muốn sửa lại để anh chơi Tết anh em. Đấy, thì mình cũng quay lại cho anh Minh xem, là mọi người cùng xem luôn nha. Cây mai này là cây mai xù, lúc trước là mình có giao lưu ở những cái video trước á, khoảng 2 tuần trước là mình có giao lưu, thì anh đã mua lại thì anh gửi lại anh chăm, gửi lại cho mình chăm thì cũng uống sữa lại cho anh luôn. Đây, cây mai rất là lớn nha anh em. Thì những cái đường tây cơ bản thì mình cũng đã đi lại cho anh rồi, sau này thì anh Minh về chăm lại cũng như là uống sữa thêm. Đây, cây này là cây lúc trước giao lưu, cây mã số 4 này nè. Cây này là mình ghép giống nữ hoàng phê lơ, giống của ông bạn mình cho, thì mình cũng ghép mình lấy giống, nhưng mà giờ mình làm mình giao lưu luôn. Chỗ đây nó có cái chùm hoa này nè, chùm hoa chùm búp này, Tết này là nó có trổ hoa được rồi nha. Nói chung cũng vừa ghép vài tháng thôi, nhưng mà có thể chơi Tết cũng được, bán bàn chơi cũng được. Cây này mà nếu anh em vào một cái chậu đẹp nữa thì rất là giá trị nha. Xù già rồi. Chỗ này nó có một cái bướu quái cây, bướu đầu bò, rất là quái. Những cái ghim tre lúc trước này, trước mình làm phôi làm đế nè, mình ghém này, mình tháo ra cũng được, tháo ra tháo bỏ luôn hả. Rồi nha anh Minh, cái cây này em làm xong rồi, cái này là tây một, tại vị trí này là cái tây một của cái cây này, nguyên cái mang này là tây một nha. Này là cái tây hai thì đưa xuống làm cái cành huyền, cành rơi nhẹ xuống đó. Mình dựng cái tứ nhỏ lên làm ngọn này. Còn cái nhánh phía sau, nhánh này tại vì nó đang có một cái chùm hoa. Nói chung là cây mai nó cũng thiên về chơi hoa anh em, nên là cũng để lại chơi. Sau này thì bấm bỏ luôn, sau này dùng kéo bỏ hẳn luôn nha. Đây, cành giờ em sẽ đánh dấu cành này nha. Đấy, sau này là anh dùng kéo anh bấm bỏ tiện sát luôn, bôi keo lại. Cành này thì giờ để chơi tạm thôi, cho nó ấm cây chơi tạm thôi, hiện tại thì làm cành phong đỡ. Cho cây này thì nếu mà đúng chơi theo cái bài luôn á, thì cành số 1 này, cành số 1 bên này, đây cành số 2 trên vị trí phía sau á, thì mình lấy một cành tạo chiều sâu phía sau và một cành nhỏ cái lớp phía trước, để cho cái cây nó không bị che mất cái đoạn thân, cái đoạn cua của cây. Và mình dựng một cái tứ nhỏ lên làm cái ngọn lùng lùng, tầm này thì rất là đẹp, bán bàn chân chơi đẹp nha anh em. Video mình quay lại cho khách hàng xem xíu, mình xin phép kết thúc video. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn.